Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì nhiễm virus corona. Hàn Quốc thông báo ca đầu tiên tử vong vì virus corona trong bối cảnh số người nhiễm tăng vọt lên 104. Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC ngày 20 tháng 2 đưa tin một người đã thiệt mạng vì nhiễm virus corona chủng mới vào sáng nay. Đây là ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái. Thông tin về ca tử vong đầu tiên đến trong bối cảnh Hàn Quốc hôm nay xác nhận thêm 22 ca nhiễm mới virus corona chủng mới, nâng tổng số người mang virus corona 19 tại quốc gia Đông Á lên 104. Theo KCDC, bệnh nhân tử vong được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố phía đông nam Chungdo. Giới chức Hàn Quốc chưa tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về người bệnh này như tên, tuổi hay quốc tịch. Thông báo cho biết cơ quan y tế đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của bệnh nhân nói trên. Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng các ca nhiễm virus corona 19 gia tăng đột biến. Trong số các ca nhiễm mới ngày hôm nay, 23 ca được cho là có liên quan đến một buổi lễ tại nhà thờ ở thành phố Daegu, nơi một phụ nữ 61 tuổi tham gia buổi lễ, sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona 19. Hôm qua, KCDC cũng cho biết Hàn Quốc ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm virus corona 19. Khoảng 11 người được cho là có liên hệ với người phụ nữ trên, trong đó 10 người đã cùng đến một nhà thờ trong thành phố với bệnh nhân. Nhà thờ Sinchejoni đã thông cáo xác nhận 10 tín đồ của họ dường như bị lây nhiễm từ nữ bệnh nhân 61 tuổi này. Thông tin trên làm dấy lên mối lo ngại ở Hàn Quốc về trường hợp bệnh nhân siêu lây nhiễm nói trên, thuật ngữ ám chỉ một người truyền mầm bệnh cho những người khác.